Mời quý vị cùng theo dõi bản tin Thế giới chuyển động trên kênh truyền hình thiết yếu từ Đồng Nai. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề nghị họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thông tin này được bà Kim Yo Jong, em gái của ông Kim, xác nhận vào sáng nay. Bà Kim Yo jo Jong cho biết thêm rằng một cuộc gặp như trên sẽ khó có khả năng xảy ra nếu như Tokyo không thay đổi chính sách ngoại giao với Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn xã Trung ương KCNA dẫn lời bà Kim Yo Jong cho biết, gần đây Thủ tướng Kishida đã bày tỏ mong muốn gặp ông Kim Chanun trong thời gian sớm nhất có thể. KCNA dẫn lời bà nói rằng, Quyết định chính trị của Nhật Bản là quan trọng nhất để mở ra một chương mới trong quan hệ Triều Tiên-Nhật Bản. Nếu Nhật Bản cố can thiệp vào việc chúng tôi thực hiện quyền chủ quyền như hiện nay và kiên quyết quan tâm đến vấn đề công dân bị bắt cóc, thì chắc chắn đề nghị đàm phán của Thủ tướng Kishida sẽ bị xem như nỗ lực để cải thiện độ tín nhiệm con ông ấy thủ tướng kishida cho biết ông muốn thay đổi mối quan hệ giữa tokyo và bình nhưỡng và năm ngoái đã bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo triều tiên vô điều kiện một số chuyên gia cho rằng triều tiên đang tìm cách cải thiện quan hệ với nhật bản nhằm làm suy yếu mối quan hệ đối tác an ninh ba bên giữa nhật bản với mỹ và hàn quốc trong khi đó thủ tướng kishida muốn cải thiện quan hệ với triều tiên để tăng tỷ lệ ủng hộ trong nước vốn đang giảm súc Nhật Triều không có quan hệ ngoại giao và quan hệ hai nước bị lu mờ vì chương trình hạt nhân của Triều Tiên, việc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản và việc Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên những năm 1910-1945. Nhật Bản và Mỹ đang thảo luận về hợp tác quân sự sau khi có thông tin rằng hoạt động của Mỹ tại Nhật Bản có thể được tăng cường. Động thái này của Washington và Tokyo là một phần trong các bước nhằm chống lại ảnh hưởng quân sự và chính trị ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. <laughs> truyền thông Nhật Bản và tờ thời báo tài chính của Anh dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, việc xem xét lại hiệp ước an ninh giữa hai đồng minh trên sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Nhật vào tháng tới tại Washington. Thông báo với truyền thông, chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Yoshimasa Hayashi tuyên bố chưa có quyết định nào liên quan đến cơ cấu của phía Mỹ bao gồm cả việc tăng cường chức năng của lực lượng Mỹ tại Nhật Bản. Theo tờ thời báo tài chính, một nhóm chung thường trực Mỹ Nhật có thể được thành lập tại Nhật Bản để đảm bảo sự phối hợp quân sự chặt chẽ hơn, đồng thời giải thích rằng hiện tại Nhật Bản phải làm việc với Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ có trụ sở tại Hawaii về nhiều quyết định khác nhau. Tờ báo cũng mô tả các kế hoạch này là sự nâng cấp lớn nhất đối với liên minh an ninh Mỹ Nhật kể từ khi họ ký hiệp ước phòng thủ chung vào năm 1960. Thủ tướng Fumio Kishida sẽ gặp Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ vào ngày 10 tháng 4 tới. Hiện có 54.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, đồng minh chủ chốt của Washington. Nhật Bản đang tăng cường chi tiêu quốc phòng theo tiêu chuẩn 2% GDP của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào năm 2027 và cảnh báo rằng Trung Quốc đặt ra thách thức chiến lược lớn nhất với an ninh của nước này. Thưa quý vị, vụ tấn công nhà hát Brokos City Hall ở ngoại ô Moscow của Nga khiến ít nhất 137 người thiệt mạng hôm 23 tháng 3 vừa qua là vụ khủng bố nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây. Tờ Biêu của Đức dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh cho biết một số nhóm cực đoan như là nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Đức và các nước Tây Âu khác một quan chức chống khủng bố của Đức nói rằng mùa hè này Đức sẽ đăng cai giải vô địch bóng đá châu Âu và cùng với đó có sự kiện Thế vận hội Olympic ở Paris, Pháp. Cả thế giới sẽ hướng đến những sự kiện này và theo logic của những kẻ khủng bố, đây sẽ là những mục tiêu hoàn hảo. Tờ Bill lưu ý, những kẻ hồi giáo cực đoan ở châu Âu thường được tuyển dụng và hướng dẫn hành động qua Telegram. Một số đến các nước châu Âu dưới vỏ bọc người tị nạn từ Afghanistan, Tajikistan hoặc Uzbekistan. Chúng sử dụng giấy tờ giả và mục tiêu của chúng sau khi nhập cảnh là tấn công khủng bố. Các cơ quan tình báo Đức xác định rằng nhóm người ta sĩ kích tăng ở Tây Âu có mạng lưới khủng bố được tổ chức tốt lên đến hơn 100 người hồi giáo. Về phần mình, Pháp đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất. Pháp đã phải tăng cường an ninh kể từ sau loạt vụ tấn công khủng bố vào tháng 1 năm 2015, sau khi một nhóm hồi giáo giết chết 17 người ở Paris và các vùng ngoại ô thủ đô. Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay đã triệu đại biện Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối động thái mà nước này cho là gây hấn của hải cảnh Trung Quốc ở Bãi Cỏ Mây. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc đã được triệu tập và một cuộc điều tra sẽ được tiến hành. Một tuyên bố của bộ này nêu rõ, Philippines nhấn mạnh rằng Trung Quốc không có quyền hiện diện tại bãi cảng Azungin, tên Philippines gọi bãi cỏ mây, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Philippines yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực này. Trước đó đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh cũng đưa ra phản đối tương tự với bộ ngoại giao Trung Quốc. Philippines phản ứng như trên sau khi hôm 23 tháng 3, nước này cáo buộc cảnh sát biển Trung Quốc chặn tàu tiếp tế của họ và dùng vòi rồng làm hư hại tàu, khiến ba binh sĩ bị thương. Cảnh sát biển Trung Quốc đã bảo vệ hành động của mình, mô tả đó là quy định hợp pháp, ngăn chặn và trục xuất một tàu nước ngoài cố xâm nhập vào vùng biển của Trung Quốc. Mỹ đã lên án động thái của Trung Quốc Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến bỏ phiếu về một nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở giải Gaza. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết một nghị quyết do Mỹ bảo trợ vào hôm thứ Sáu tuần trước mà hai nước này cho là không yêu cầu thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Nghị quyết được đưa ra bỏ phiếu hôm nay do 10 thành viên Hội đồng Bảo an đệ trình có sự ủng hộ của Nga, Trung Quốc và nhóm Ả Rập gồm 22 quốc gia tại Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong tháng Ramadan, Văn kiện cũng yêu cầu thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả con tin, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ dân thường và cung cấp viện trợ nhân đạo trên khắp giải Gaza. Một tuyên bố chung được nhóm Ả Rập đưa ra, kêu gọi tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an hành động với sự đoàn kết và khẩn cấp và bỏ phiếu cho nghị quyết ngăn chặn đổ máu, bảo vệ mạng sống con người. Tuy nhiên, Mỹ, một trong năm nước ủy viên thường trực, có quyền phủ quyết, cảnh báo rằng nghị quyết này có thể gây phương hại cho các cuộc đàm phán ngừng bắn tạm thời mà Mỹ, Ai Cập và Qatar đang xuất tiến với vai trò trung gian. Mỹ cũng tuyên bố có thể phủ quyết văn kiện này. Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield viện dẫn rằng nghị quyết không hỗ trợ chính sách ngoại giao nhạy cảm trong khu vực và có thể tạo cho Hamas một cái cớ để rút khỏi đàm phán. Mỹ đã phủ quyết ba nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ở Gaza với nghị quyết gần nhất được Ả đập bảo trợ vào ngày 20 tháng 2. Nghị quyết đó được 13 thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ và chỉ có một phiếu trắng phản ánh sự ủng hộ áp đảo đối với lệnh ngừng bắn. trong một diễn biến khác liên quan đến Israel, một số thành viên trong nội các chiến tranh của Israel đã phản đối dự luật tiếp tục miễn trừ nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho người Do Thái cực đoan chính thống. Dự luật sẽ duy trì các quyền miễn trừ quân sự với nam thanh niên Do Thái chính thống cực đoan. Bộ trưởng nội các thời chiến ông Benigan tuyên bố phản đối dự luật và đe dọa sẽ từ chức nếu dự luật được thông qua. Các đồng minh của tôi và tôi sẽ không còn là thành viên của chính phủ nếu dự luật được thông qua và trở thành luật. Dự luật có thể làm tổn hại đến sự đoàn kết và an ninh quốc gia, đặc biệt là trong thời kỳ xung đột. Tuy nhiên, dự luật nhận được sự hậu thuẫn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Dự kiến ngày mai, nội các Israel sẽ bỏ phiếu về dự luật này. Chỉ khi được thông qua, văn kiện này mới được chuyển lên quốc hội phê chuẩn và quá trình này có thể mất vài tuần hoặc vài tháng. Việc miễn trừ quân sự với người Do Thái chính thống cực đoan từ lâu đã là nguyên nhân gây bất đồng trong xã hội Israel. Các nhà kinh tế lập luận rằng những công dân không được miễn nghĩa vụ quân sự bị mất cơ hội lao động kiếm sống, còn các nhà lập pháp đối lập gọi đó là một chính sách bất công và xúc phạm với những người Israel khác. Hãng thông tấn Agencia của Brazil cho biết, mưa lớn gây lũ lụt cuối tuần qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng ở bang Rio de Janeiro và bang Espirito. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mắc kẹt sau mưa lũ. Theo Agencia, số người thiệt mạng ở bang Espiritu tính đến hôm qua là 17 người, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được khu vực bị thiệt hại. Nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Mimoso du Sot với ít nhất 15 người thiệt mạng. Chính quyền bang cho biết 5.200 người đã được sơ tán. Tại bang lân cận Rio de Janeiro, 8 người thiệt mạng do lỡ đất. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một bé gái bị chôn vùi hơn 16 giờ trong đống đổ nát. Trận lũ xảy ra khi Brazil phải hứng chịu một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan gần đây, có khả năng do tác động của biến đổi khí hậu. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X nói rằng những thảm kịch môi trường như vậy đang gia tăng cùng với biến đổi khí hậu. Ông bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân và cho biết chính phủ đang làm việc với chính quyền địa phương để khắc phục thiệt hại. Thưa quý vị, là cộng đồng hồi giáo lớn thứ ba ở Đông Nam Á sau Indonesia và Malaysia, Người Hồi giáo Philippines đóng vai trò then chốt trong nỗ lực mở rộng ngành công nghiệp Halal, ngành cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hợp chuẩn cho người Hồi giáo, đặc biệt là trong những dịp như là tháng chay Ramadan. Một phần lớn của việc mở rộng ngành công nghiệp Halal liên quan đến thực phẩm, giúp ẩm thực của người Hồi giáo Philippines trở nên nổi bật, đặc biệt là trong tháng Ramadan, khi các bữa ăn Iftar thịnh soạn kết thúc vào mỗi ngày chay tịnh. Có khoảng 12 triệu người Hồi giáo ở Philippines, khoảng 10% dân số, sống chủ yếu trên đảo Mindanao và quần đảo Sulu ở phía nam đất nước và thủ đô Manila. Từ chuối với nước cốt dừa cho đến cơm với ruốc gà giòn và thịt caramel nấu chậm. Người Hồi giáo Philippines phục vụ các món ngon đặc biệt trong tháng Ramadan, khơi dậy mối liên hệ giữa đất nước đa số theo công giáo với di sản Hồi giáo hàng thế kỷ. Có thể kể đến các món như chuối, hầm, nước cốt dừa ngọt hoặc sidon, một món hầm tương tự nhưng với khoai lang tím và mít. Món cơm Kagikis, một món ăn mang đi thường được bán ở các gánh hàng rong. Món này là cơm rắc chà bông gà giòn và bọc trong lá chuối. Ngoài ra còn có trứng cá được người Maranao ở tỉnh Lanao Densu gọi là Budi và người Tao Su ở phía tây Mindanao và quần đảo Sulu gọi là Pupha. Đây là món ngon đắt tiền. Trứng muối nấu nghệ và nước cốt dừa trở thành điểm nhấn đặc biệt của các bữa tối trong tháng Ramadan. Một món khác là gà nấu nước cốt dừa, nghệ và một loại bột đặc biệt làm từ tỏi tây, xay cùng với gừng và ớt.